Chào mừng các bạn đến với kênh của Lê Thế Thắng. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ nữ đến từ Nhật Bản với thương hiệu là Olympia Nus, với thiết kế như dạng một chiếc lắc tay với những cái mắt nhỏ như này, có hình như hình trái tim rất nhỏ nhắn và xinh xắn. Size mặt đồng hồ là 24 mm, rất nhỏ, rất dễ đeo và phù hợp với hầu hết cổ tay của các bạn nữ. Vỏ và dây của đồng hồ thì bằng thép không gỉ và mạ PVD vàng, màu vàng cao cấp, công nghệ mạ tốt nhất hiện nay. Mặt kính của đồng hồ là kính sapphire chống xước. Khả năng chống nước thì các bạn có thể đeo tắm giặt, rửa tay, đi mưa thoải mái mà không phải ngần ngại gì cả. Trên mặt đồng hồ thì xung quanh có đính những viên đá quý sáng lấp lánh và được gắn rất chắc chắn. Mình sẽ zoom mặt đồng hồ để các bạn xem kỹ hơn nhé. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là từ các góc cạnh thì các viên đá đều sáng lấp lánh. Núm của đồng hồ thì cũng có dập nổi logo của OP như thế này. Các mắt của đồng hồ thì vì là thiết kế như dạng những một chiếc lắc tay nên là những cái mắt của đồng hồ rất là xinh xắn và nhỏ nhắn như này, như một chiếc vòng vậy. Chiếc khóa thì cũng có dập nổi logo của OP. Ở đáy của đồng hồ thì có in các thông số như sau, có logo của OP. Khả năng chống nước water resist này, kính sapphire chống xước này, mã đồng hồ là 2434L gạch ngang 601. Khi đặt hàng thì các bạn chỉ cần đọc mã đồng hồ là bên mình biết là các bạn đang cần hỏi và cần mua mẫu nào. Rồi, bây giờ mình sẽ đeo lên tay để các bạn biết được là cái khi lên tay thì đồng hồ trông như thế nào nhé. Đây, khóa đồng hồ thì thiết kế dạng lắc nên là sẽ mở như thế này. Ok. Đây. Vừa giống một chiếc vòng mà vừa là một chiếc đồng hồ đeo tay, thật là tuyệt vời phải không các bạn? Mình nghĩ là những bạn nữ mà thích chiếc váy đầm sang trọng thì khi đeo chiếc đồng hồ này lên thì không có gì là tuyệt vời bằng. Màu vàng thì cũng rất là sang trọng và tôn lên vẻ quý phái của những các bạn nữ. Để chỉnh giờ mẫu này thì đơn giản thôi, các bạn chỉ cần rút núm ra một nấc, sau đó là vặn theo chiều kim đồng hồ để chỉnh giờ. Sau khi chỉnh giờ các bạn đóng núm vào là đồng hồ sẽ hoạt động bình thường. Ok, một bộ sản phẩm của chiếc đồng hồ này khi đến tay các bạn thì sẽ gồm đồng hồ như trên tay mình đang cầm đây và một hộp hãng Olympianos và một sổ bảo hành quốc tế 1 năm tại nhà phân phối duy nhất và độc quyền ở Việt Nam, nhà phân phối Trường Hoan ở 31 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Các bạn mua đồng hồ ở đâu đi chăng nữa thì cũng đều từ nhà phân phối Trường Hoan này mà ra cả. Ngoài ra thì các bạn được bảo hành thêm 2 năm tại cửa hàng bên mình. Để đặt hàng thì các bạn liên hệ 0912681586. Bên mình sẽ giao hàng tận nhà trên toàn quốc. Các bạn nhận đồng hồ được mở ra kiểm tra đúng mẫu mới nhận và thanh toán tiền.
Đừng quên theo dõi mình ở những video tiếp theo để xem được những mẫu đồng hồ tuyệt vời hơn. Và hãy comment những cảm nhận của các bạn ở bên dưới để trao đổi, và bên mình sẽ giải đáp những thắc mắc của các bạn một cách sớm nhất. Khách hàng của mình thì có hầu hết ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Các bạn có thể vào xem cảm nhận của những khách hàng đã từng mua ở bên mình ở trong fan cá nhân hoặc là fanpage của bên mình. Và đừng quên là hãy để lại những ý kiến đóng góp của các bạn ở bên dưới. Bên mình sẽ để bên mình có động lực thì phục vụ các bạn tốt hơn trong thời gian tới. Còn bây giờ thì chào thân ái và tạm biệt.